Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với cả Acom. Mình là Hoàng đây. Và nếu anh em nhìn vào hai bài benchmark mà mình đang hiện trên màn hình thì anh em sẽ nghĩ rằng đây chắc là benchmark giữa Rotic 1050 với cả 1650 đúng không? Câu trả lời là không anh em ạ. Đây là 2050 vs 4050, cách nhau hai đời. Bất ngờ đúng không anh em? Khoảng cách quá là nhỏ. Mà gần đây thì mình có làm review 1, 2, 3 chiếc laptop. Và mình cũng sẽ có làm, đó chính là mình cũng gần đây đi mua cho con em mình một chiếc laptop nữa. Và mình nhận thấy rằng là uầy, sao laptop bây giờ nó cứ bị yếu yếu sao nhỉ? Kiểu nó không đạt được đến cái kỳ vọng của chúng ta ấy. Mặc dù sở hữu những con CPU như này, những con chip như này, nhưng hiệu năng nó lại không đẹp đẽ như những gì mình mong tưởng. Và tất nhiên mọi thứ đều có lý do của nó. Và hãy cùng xem mình giải thích nó trong video này nhé. Lý do đầu tiên đó chính là vấn đề về tản nhiệt. Như anh em biết thì các chiếc laptop chỉ bị giới hạn về diện tích. Các nhà sản xuất chỉ có thể hoạt động với ví dụ như là một độ sâu nhất định, một độ dài nhất định, một độ cao nhất định, một độ dày nhất định thôi, chứ không thể nào đi quá được, và một mức cân nặng nhất định thôi. Không thể nào đi quá cái mức đấy được, bởi quá nó sẽ bị khó chịu. Chẳng hạn như chiếc laptop Asus cao cấp mà 100 bao nhiêu triệu mà mình từng unbox ở đây ấy, nó có cùng lắm là 3 chiếc quạt tản nhiệt, vài cái ống đồng và vài cái phin thế thôi. Và đa số các chiếc laptop khác chỉ có 2 cái quạt tản nhiệt, cùng lắm là 2 hoặc 3 ống đồng. Đấy. Và tất nhiên ai cũng muốn hoạt động, ai cũng muốn sử dụng một chiếc laptop mượt mà, nhưng mà không ai muốn cầm một chiếc laptop nặng nề hết. Thế nên là các nhà sản xuất, các nhà ví dụ như là Gigabyte, Legion, Lenovo, Asus, Acer, các thứ kiểu, họ đều phải ưu tiên cho các tác vụ đơn nhân trước. Những cái ứng dụng burst như kiểu là anh em bật một cái Google Chrome này, anh em mở cái Windows này, anh em mở cái Word này, được ưu tiên, những tác vụ đấy được ưu tiên. Còn những tác vụ đa nhân như là render hoặc chơi game thì thường sẽ bị hy sinh đi một chút vì tính tiện lợi và cân nặng của một chiếc laptop. Anh em thấy đấy, những chiếc máy tính, laptop render, những chiếc laptop chơi game thường rất nhanh tã. Đó chính là lý do như vậy. Cái lý do thứ hai ấy, đó chính là vấn đề về điện. Nhiệt xong rồi, điện là một vấn đề nữa. Bởi vì anh em phải hiểu rằng là để có thể sử dụng một chiếc laptop ở cách ra khỏi màn hình, ở cách ra khỏi cái tường, cách ra khỏi cái dây điện thì chúng ta bắt buộc phải giảm cái mức điện tiêu năng, mức điện tiêu thụ của từng thành phần trên này đây. Ví dụ như thay vì là 1000W, 1200W như trên PC thì một chiếc laptop cùng lắm nó có thể tiêu tốn là 250W đến 300W thôi. Chứ những mẫu laptop 350W ấy ít lắm, ít vô cùng rồi anh em ạ. Thế nên là khi mà giảm mức điện như thế thì mức hiệu năng cũng sẽ bị giảm, mức xung cũng sẽ bị giảm, dẫn tới một mức gọi là cái mức FPS, những cái mức hiệu năng mà mình cảm thấy rằng là không xứng đáng với giá tiền của nó. Nhưng mà nói thật, kể cả giảm tiền ấy, giảm hiệu năng ấy, giảm điện ấy, thì cái chính cái phiên bản của trên laptop này nó đã bị cắt giảm đi rất nhiều rồi. Ví dụ như chiếc CPU đi, i5-13500H, anh em search là bao nhiêu nhân? 6 nhân P, 8 nhân E. Nhưng trên laptop thì lại là 4 nhân P và 8 nhân E, tức là cắt giảm mất 2 nhân mạnh của chúng ta. Còn hôm trước con em mình suýt nữa thì nó mua nhầm một chiếc laptop Dell có i5-13-1235U, có tận 10 nhân nhưng mà 2 nhân P và 8 nhân E. 2 nhân P anh em nhá, quá là yếu và cảm giác như kiểu mình đang bị lừa ấy. Còn GPU cũng thế, chiếc laptop 4090 cùng là 4090 đâu, nhưng mà phiên bản mobile thì khác hoàn toàn với cả phiên bản desktop. Desktop thì dùng chip của 4090, nhưng phiên bản mobile thì lại dùng chip của 4080, tức là nó dùng chip 4080 này, CUDA core, số lượng CUDA core của 4080 này, TMU, ROP, tất cả mọi thứ là 4080 hết. Cơ bản là bế một con 4080 và đặt tên nó là 4090. Mà hiệu năng nó còn không bằng 4080 cơ, nó chỉ bằng 4070 thôi. Cảm giác rất là buồn cười đúng không? Mà hiện tại còn đang có cái trend là trend 8GB, mình không hiểu là sao. Bởi vì anh em nhìn đi, những chiếc laptop 20 triệu, 21 triệu với những cấu hình cao nhất ấy, từ là từ 20 tới 40 triệu đi, vẫn có những chiếc laptop chỉ có 8GB RAM, mặc dù cấu hình rõ cao, i7, 4060, 4050 các thứ, mà có mỗi 8GB. Mà 8GB giới hạn lắm anh em ạ, cực kỳ là giới hạn luôn. May mà Hacom chúng mình có một vài mẫu laptop là cũng được gọi là giảm giá hay là được tặng thêm RAM luôn, cũng may. Thế thôi, đấy là cái đấy là tùy vào anh em mua. Thế, nói chung là cảm giác rất là lừa, rất là khó chịu đúng không anh em? Đó chính là do tại sao mà cái khoảng cách giữa các đời nó thấp đến như thế. Bởi vì mình cảm thấy rằng là dù có nâng cao hiệu năng của những chiếc CPU, nâng cao hiệu năng của những chiếc GPU, nâng cao hiệu năng của bất kỳ thứ gì trong này, thì chúng ta cuối cùng là vẫn bị giới hạn về nhiệt, giới hạn về điện, và họ bắt buộc phải sử dụng ở như thế. Bởi vì anh em phải hiểu rằng, công nhận đúng là đời 4050 năm nay là cũng khá là mát và khá là tiết kiệm điện. Nhưng mà ví dụ so sánh giữa 2050 và 3050 ấy, mình đảm bảo rằng cái sự chênh lệch cực kỳ là thấp luôn. Bởi vì là 3050 nó chỉ đơn giản là nó nóng hơn và nó tốn nhiều điện hơn, khiến cho chiếc máy tính laptop chúng ta dù là có 30 nhưng mà hiệu năng cũng không cao hơn so với cả chiếc 20.
Đấy, điều đáng buồn là như vậy. Nhưng mà anh em nói đây bảo là thế bây giờ bắt buộc phải như thế thôi, laptop mà bây giờ để chơi game tách khỏi tường không cắm điện thì phải như thế thôi, phải hy sinh thôi. Vâng, thế bây giờ mình hỏi anh em thực sự nhá, đã bao giờ anh em thực sự chơi game trên laptop một cách thực sự là laptop chưa, luôn rời khỏi tường không bao giờ cắm điện chưa? Anh em có chơi được không? Mình đoán là không, bởi vì đa số mặc dù là cắt giảm điện, cắt giảm hiệu năng, cắt giảm xung, cắt giảm tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta thì chỉ chơi cùng lắm là 2 tiếng, mắc lắm là 2 tiếng. Còn nếu mà với những gọi là máy bình thường ấy thì chơi được cùng lắm là 1 tiếng thì tiếng rưỡi thôi, chứ chả nhiều đâu anh em ạ. Nói chung là mặc dù là máy tính laptop nhưng mà cuối cùng lại muốn chơi game thì vẫn phải dí vào tường. Dù là mua một chiếc máy di động nhưng cùng lại phải gần ngồi gần với tường cắm một cái dây thì mới chơi game được. Mà nhá, bây giờ không cắm dây nhá thì nó còn bị giảm hiệu năng cơ, bởi vì nó gọi là vào cái chế độ tích điện, khiến cho hiệu năng chúng ta mất đi 10%, 20%, nhiều khi đến tới đoạn 30%. Thế, khó chịu đúng không? Mà nó lại còn có rất nhiều những thứ vớ va vẩn, vấn đề linh tinh xung quanh laptop nữa. Anh em phải hiểu cái lý do tại sao mà có những cái vấn đề liên quan laptop ấy. Đơn giản như này, khi mà anh em mua PC thì anh em là người chọn GPU, anh em là người chọn CPU, người chọn RAM, người chọn main, người chọn platform, người chọn phần mềm, người chọn Windows, vân vân và vân vân, tức là kẻ chọn tất cả mọi thứ. Còn nếu mà anh em mua một chiếc laptop ấy thì anh em đang mua một sản phẩm mà nhà sản xuất chọn RAM, nhà sản xuất chọn GPU, nhà sản xuất chọn CPU, nhà sản xuất chọn main, nhà sản xuất còn cài phần mềm rác, nhà sản xuất còn cài Windows vân vân. Nhiều khi là như thế, bởi vì chỉ cần có một cái lỗi nho nhỏ trong cả cái quá trình hành động đấy là gặp vấn đề ngay với chiếc laptop của chúng ta. Hay là vấn đề về chẳng hạn như là tích cực điện, tích cực pin đi, máy tính không có mắc switch thì giảm hiệu năng, bởi vì là render ở GPU rồi chạy lên trên CPU rồi xuất lên cái màn hình của laptop. Còn nếu mà anh em không sử dụng, tức là anh em sử dụng mắc switch và sử dụng hoàn toàn chiếc GPU ấy thì điện nó lại thấp hơn. Nên là rất là khó và thực sự cực kỳ là buồn. Thành ra nhá, đối với mình ấy, cái việc lựa chọn một chiếc laptop để sử dụng hàng ngày ấy là không bao giờ. Nhưng mình chỉ buồn nỗi, mình chỉ khổ một nỗi, đó chính là những anh em, những bạn học sinh, những bạn sinh viên vừa lên cấp 2, vừa lên cấp 3, vừa lên đại học. Họ muốn sử dụng một chiếc laptop, vừa muốn làm việc, vừa muốn chơi game thì chả có option nào khác ngoài một laptop cả. Không thể nào mà mua một chiếc laptop 20 triệu để cho làm việc, để đem đi trên học nặng có 1,2 cân, 1,5 cân hay là và mua một chiếc PC khoảng tầm 15 triệu để ở nhà để chơi game. Cái đấy rất là khó. Mà kể cả có muốn làm như thế thì bố mẹ cũng không cho, bởi vì đấy, chính con em mình đây thôi. Bảo là bây giờ con em bây giờ đi sang bên nước ngoài đúng không? Bây giờ nó cứ bố mẹ cứ mua cho nó một con laptop nhẹ nhẹ thôi để cho nó học tập và làm việc nhẹ nhàng thôi. Xong rồi sang đấy con tư vấn cho nó tự đi sang gọi là Carrefour hay là cái gì đấy để nó mua một chiếc laptop. Đó. Nhưng mà bố mẹ không, mua cho nó một chiếc laptop đi. Và may mắn là mình tìm được chiếc Legion 5. Nó có được tặng thêm thanh 8GB nữa là winner lên 16GB. Thấy không? Rất là khó. Mình nghĩ rằng chắc là mình cũng nên làm một cái video về vấn đề là lựa chọn laptop như nào cho hợp lý nhỉ. Nếu mà anh em hứng thú với cái chủ đề đấy thì hãy để comment ở dưới nhá, để mình có thể gọi là lên kịch bản rồi viết cho anh em. Nếu mà anh em có những cái bàn luận gì, anh em thích laptop gaming không, anh em không thích laptop gaming thì để comment ở dưới. Mà anh em thích ý, thì hãy bảo vệ luận điểm của mình ở dưới comment nhá. Rất cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.